Thưa quý vị, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy khóa 21 được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. Bở đầu phiên họp, Ban tổ chức Thành ủy đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 22. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu Ban Thường vụ thành ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. 1. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy khóa 21. 2. Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố. 3. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu. 4. Đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban dân vận thành ủy. 5. Đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, Trưởng ban nội chính thành ủy. 6. Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. 7. Đồng chí Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố. 8. Đồng chí Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. 9. Đồng chí Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. 10. Đồng chí Võ Công Chánh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức thành ủy. 11. Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo thành ủy. 12. Đồng chí Đoàn Ngọc Hùng Anh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. 13. Đồng chí Ngô Xuân Thắng, Bí thư Quận ủy Thanh Khê. 14. Đồng chí Vũ Quang Hùng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu. Phiên họp thứ nhất cũng đã bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm một đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa 21, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025. 2. đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa 22. 3. đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Quận ủy Hải Châu, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy khóa 22. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Thành ủy khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí danh sách cụ thể như sau. Một, đồng chí Lê Thị Mỹ Hạnh, trưởng ban nội chính thành ủy khoa 21, được bầu chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy khoa 22. 2. đồng chí Mai Thị Ánh Hồng, phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra thành ủy khoa 21. 3. đồng chí Lương Công Tuấn, giánh thanh tra thành phố. 4. đồng chí Lê Đình Cường, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy khoa 21. 5. đồng chí Trần Văn Đông, phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy khóa 21. 6. Đồng chí Phan Văn Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoa 21. 7. Đồng chí Trà Duy Hải, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoa 21. 8. Đồng chí Phạm Đình Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoa 21. 9. Đồng chí Phạm Thị Thảo Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoa 21. 10. Đồng chí Lương Thị Ngọc, Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khoa 21.